Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Bài này Khải Toàn xin phép ra mệnh 1985 sinh tháng 12 dương lịch. Tìm ra dụng thần mệnh khuyết và vài mật mã căn bản theo bát tự tứ trụ. Các bạn nên xem lại bài các quy tắc căn bản để tính mệnh khuyết có video trong kênh. Trong mệnh lý bát tự tứ trụ, ngày sinh nhật can là hạt giống. Người này sinh ngày giáp mộc hành mộc dương. Tính chất của giáp mộc đại diện cho cây to, người mạnh mẽ, khó lường cuối quá mức trước ai khác. Ví dụ khi họ làm lỗi, họ cũng rất khó xin lỗi. Nói về tính cách, Sửu đại diện cho trầm tính, lành tính. Những gì muốn đạt được thường nỗ lực gấp nhiều lần những con giáp khác. Trong tứ trụ, trụ tháng có lực mạnh nhất. Người ngày sinh tháng Hợi thuộc thủy, tiết khí đại tuyết giữa đông cũng là thủy. Đây là mệnh kỵ thủy. Sửu là kim khố, tiết khí giữa mùa đông là thủy, thân là kim thủy, giờ sinh cũng là Hợi. Mệnh có hỏa nhược. Dụng thần đầu tiên của mệnh là hỏa. Dụng thần thứ hai là thổ. Kỵ thần là thủy. Kỵ thần là ngũ hành kỵ, nên giảm, nên tránh. Và không thể tiếp nhận thêm kim. Dụng thần là ngũ hành khuyết. Khuyết tức là thiếu. Mộc là trung cung. Thường mệnh tính dương thích hình khắc, thích va chạm hơn là thích sinh trợ. Mộc trong mệnh khá là dày, nên mệnh này không cần thêm mộc nữa. Hỏa là đại diện cho cung tinh thần, là nguồn sinh cho nguồn tài, và thổ đại diện cho cung tài. Đầu tiên ta phải xét đến tính chất của mệnh ngày sinh, tháng sinh và tìm ra cung tài. Cung chính tài của người này là thổ âm, mệnh này là mệnh có tài lộc, tuy không nhiều nhưng vẫn có. Người dư thủy, người sinh cuối năm, đa phần tính cách trầm lắng, giàu tình cảm, giàu lòng nhân ái nhưng mà thiếu quyết tâm lớn, đôi khi khá bảo thủ trong tính cách của mình. Hợi đại diện cho trầm tính, lành tính, ít phân tranh. Khiếm khuyết lớn nhất của mệnh này là thiếu quyết tâm lớn. Giả dụ khi muốn học anh văn, họ học đến giữa chừng, họ thiếu quyết tâm, họ không hoàn thành được khóa học. Nếu một người sinh cùng ngày với người này mà sinh giờ dần hoặc giờ mùi sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu sinh giờ dần, 3 đến 5 giờ sáng sẽ có mật mã lộc thần, mật mã dễ phát tài. Nếu sinh giờ mùi sẽ vừa có mật mã quý nhân lẫn cung tài vượng hơn. Vì vậy, không phải ai sinh cùng ngày tháng năm sinh là giống nhau. Trùng giờ sinh cũng chưa hẳn giống nhau. Tên gọi đã khác nhau, sau 25 tuổi, phước đức mỗi người tự gieo trồng. Xét về mật mã, người này có mật mã dịch mã, dễ xa quê hương, dễ làm công việc xa, dễ di chuyển, thay đổi công việc. Có mật mã quý nhân, sinh ngày giáp, có Sửu hoặc mùi, có chữ Sửu mật mã quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ, dễ tai qua nạn khỏi. Người thiếu hỏa, nhất là phụ nữ, nên thường xuyên vào bếp nấu nướng. Đối với nam nên dùng nhiều màu đỏ màu ấm hơn. Pháp khí của người thiếu hỏa không thể thiếu, đầu tiên là ngựa. Ngựa, dê, rắn là ba biểu tượng của hỏa, nên dùng thạch anh màu tím hoặc thạch anh màu hồng. Trang sức màu đỏ như đá ruby, thạch anh tím. Dưới chân ngồi nên có thảm lót màu đỏ hoặc là màu tím. Với nữ có thể nhuộm ít tóc đỏ hoặc sơn móng tay màu đỏ. Dù nam hay nữ nên thường xuyên vào bếp nấu ăn, đây là cách tốt nhất để tăng vận hỏa. Nếu những người phụ nữ sinh cuối năm thường thiếu hỏa lại ít vào bếp nấu ăn, bên mình rất ít vật hỏa thì trước sau gì gia đạo sẽ kém êm ấm. Nhà bếp là nơi tăng hỏa khí trong nhà, người nấu bếp tăng vận đào hoa, giúp cho mọi người ăn món ăn của mình yêu mến hơn.
tuy cần hỏa nhưng người này chỉ cần hỏa âm, không cần nhiều hỏa dương. Hỏa âm là chữ đinh và chữ tỵ, hỏa dương là chữ bính và chữ ngọ. Người thiếu thổ phù hợp làm về bất động sản, làm về giảng dạy, làm về chăm sóc sức khỏe. Xét về đại vận, mệnh này đang 39 tuổi, đang hành vận quý mùi, quý hành thủy, mệnh kỵ thủy, gặp vận thủy, quý đinh xung nhau, đại diện cho dễ hao tổn, hao tổn và tinh thần kém. Thủy quá vượng đại diện cho hao tài. Mùi, mùi là mộc khố, đại diện cho có người giúp đỡ lẫn tranh giành đoạt lợi. Mùi là mộc âm, đây là đại vận dễ phát tài với mệnh. Xin lỗi, mùi là thổ âm, là cung chính tài của mệnh. Mùi còn là mật mã quý nhân, giai đoạn này rất dễ gặp người giúp đỡ. Trong đời sống hàng ngày, trước đây mình đã từng giúp đỡ ai, mình đã mở lòng giúp đỡ mọi người, thì cho dù mệnh không có mật mã quý nhân, mình vẫn có thể gặp được quý nhân do cách mình tự gieo hạt giống lành. Hạt giống của mệnh là ngày giáp mộc, hành mộc dương. Giáp mộc thường thích kim và thích hỏa. Kim dương, hỏa âm, mệnh này không cần thêm kim nữa. Mệnh thiếu hỏa và thiếu thổ. Kỵ thủy và kỵ kim, mộc là trung cung. Xét về thời vận, đây là thời vận khá. Qua vận tiếp theo, vận nhâm ngọ. Nhâm hành thủy cũng đại diện cho hao tổn. Ngọ hành hỏa, trong ngọ có thổ, vận sau cũng sẽ nhiều cơ hội về tài lộc. Người thiếu hỏa nên sử dụng nhiều đỏ tím cam hồng. Hình tượng của hỏa là hình nhọn, hình tam giác. Trang sức nên dùng màu xanh lá hoặc là dùng màu đỏ. Nuôi chó là hỏa, mèo là mộc, ngựa, dê, rắn đều là hỏa. Khi ăn uống, ăn đồ nóng, đồ nướng, ăn lẩu đều là hỏa. Muốn tăng vận hỏa tốt nhất nên thường xuyên vào bếp nấu ăn. Nhà ở nên đón nhiều ánh nắng buổi sáng. Xét theo tiểu vận, từ năm 2022 cho đến năm 2026 lẫn 2027 đa phần do mộc hỏa thổ quản, khá tốt với mệnh. Tuy nhiên, 3 năm nữa, vào năm 2026, mệnh sẽ bước vào đại vận mới. Đại vận ngọ gặp tiểu vận ngọ không phải là thời vận tốt. Thường mệnh lý không thích xung khắc hoặc là trùng. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.